Ngoại trừ cái vấn đề mà chúng ta học những cái đức tính rất là đơn sơ, rất là vô tư, rồi dễ tha thứ và có cái lòng đức tin đơn sơ như là những thiếu nhi, thì cái chuyện mà hãy trở nên đó, Chúa nói rằng các ngươi hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này thì sẽ lớn hơn hết trong cái thiên đàng. Có nghĩa là gì? Một đứa trẻ nó không biết gì hết, nó không có cái gì hết, nó tất cả nó nhờ hết, cái gì cũng nhờ ba, đúng không? Và nó rõ ràng như một cái đứa trẻ, có nghĩa là nó chưa có cái gì cả, chưa giỏi, chưa tài, chưa có tiền, chưa có bạc, chưa thông minh, chưa gì hết. Đó là một sự bắt đầu của đời người, quý vị. Một đứa trẻ là bắt đầu, cái điểm bắt đầu của chúng ta, và chúng ta phải như vậy. Có nghĩa là chúng ta phải biết rằng chúng ta có một cái bắt đầu rất là đơn sơ và không có gì hết. À, nếu chúng ta phải nhớ mình, nếu mình là con bò thì phải nhớ hồi xưa mình là con bê đó, như thế đó. Nếu mình hôm nay là ông gì đó thì phải nhớ mình là ngày xưa mình là một cái thằng bé, một cái con bé, và phải nhờ hết tất cả mọi người. Chúng ta có được là gì? Mọi người giúp cho chúng ta, những cái bàn tay yêu thương, những ông thầy dạy dỗ chúng ta, cha mẹ nâng đỡ giúp đỡ cho chúng ta, dìu dắt chúng ta. Còn không chúng ta đã chết rồi, còn không chúng ta đã không có tài giỏi gì hết đó. Rồi trên hết là gì? Là Thiên Chúa. Trên hết là Thiên Chúa ban cho mình. À, nếu không bởi ân điển của Ngài, chúng ta không còn sống ở đây đâu. Nếu không bởi ân điển của Ngài, Đức Chúa Trời không cho mình có những người cha, người mẹ và những người thầy, những anh em, chị em tốt ở bên cạnh mình đâu. Cho nên khi mình trở thành một người lớn, mình đừng bao giờ quên, đừng bao giờ quên mình là một cái thằng bé. Mình là một cái con bé nhỏ, không là gì cả hết. Và chúng ta phải khiêm nhường, quý vị. À, phải luôn luôn nhớ như vậy, chứ đừng có nói bên đây mình là cái ông gì đây. Không, phải khiêm nhường, phải nhớ để mình tôn trọng những người cha mẹ anh em, những người thầy, những người dìu dắt mình. Và trên hết đó là Thiên Chúa. Ông Phaolô nói là tôi là người hèn mọn hết, tôi không ra gì cả, tôi đáng hư mất mà thôi, nhưng mà bởi ân điển của Chúa, bởi ân điển của Chúa mà tôi quý vị còn có ở đây. Chúng ta đâu có phải là cuộc sống này là do mình đâu, phải không? Cho nên không có gì, đừng có kiêu ngạo, hãy trở nên như con trẻ. Hãy nhớ cái bắt đầu rất yếu đuối, rất nhỏ bé đó của chúng ta. À, chúng ta nhỏ bé vừa sinh ra, và quý vị thấy trong những con vật khác đó, nó sinh ra nó còn hơn con người mình nữa. Vừa ra một cái một hai ngày gì đó nó mở mắt liền, nó khóc, nó nói liền, nó chạy liền và bắt đầu nó làm được việc. Còn con người mình thì sao? Cả hàng vài ba năm chúng ta cũng chỉ nằm đó mà thôi. Đó là cái sự bắt đầu rất yếu đuối, rất là đơn sơ để hình thành một con người như vậy. Và vì vậy Chúa nói là hãy trở nên, hãy khiêm nhường như một đứa trẻ này. Hãy biết rằng tất cả của chúng ta là bởi ân điển, bởi tình thương và bởi biết bao nhiêu những cái bàn tay, biết bao nhiêu cái tấm lòng nhân hậu của nhiều người để mà nâng đỡ chúng ta. Và khi đó, ngày hôm nay chúng ta được điều này. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn tất cả mọi người, những người thầy của mình. Nếu không có những người đó, chúng ta không bao giờ. Và trên hết là Thiên Chúa, là đấng ban cho chúng ta. Hãy trở nên như con trẻ, quý vị. Nếu quý vị trở nên được như con trẻ, chúng ta sẽ luôn luôn nhớ như vậy, và chúng ta sẽ khiêm nhường. Chúng ta nhớ như vậy. À, một vị vua kia, ông ta luôn luôn có một nuôi một người người hề đó, mỗi ngày như vậy ông bảo phải vào phòng ông mà nhắc một câu này: đức vua cũng chỉ là một con người mà thôi. Đó là một cái bắt đầu của một đức vua, là một con người yếu đuối, một người dân dã bình thường không có là gì cả. Bây giờ đừng quên cái điều đó. Và quý vị cũng vậy, ngày hôm nay tôi và quý vị có được như vậy, hãy coi mình là một thằng bé, hãy coi mình là một cái con bé nào đó rất là yếu đuối không có là gì cả, để chúng ta khiêm nhường. Quý vị hãy trở nên như con trẻ, hãy luôn luôn học tôn trọng người khác. Quý vị phải biết rằng những người xung quanh của mình bao giờ họ cũng hơn mình. Bây giờ xin lỗi, nhiều khi con của mình phải tôn trọng, không biết sao vì nó cũng giỏi hơn mình. Nhiều có nhiều chuyện chúng ta phải hỏi con mình đó, à, con ơi con dạy cho ba cái này, con ơi dạy cho mẹ cái này, đúng không? Nhiều chuyện internet, nhiều chuyện này chuyện kia, máy móc rồi này kia, chúng ta phải hỏi nó. Như vậy thì chúng ta biết rằng ai trong chúng ta họ cũng có cái gì đó hơn mình hết đó. Và đừng có bao giờ khinh thường ai hết. Họ yếu mặt này nhưng họ sẽ mạnh hơn mặt kia. À, nếu như người già họ không có sức lực thì họ có những cái kinh nghiệm dạy cho mình, phải không? Nếu với những người đi trước họ có những cái điều gì mà chúng ta nghĩ là họ sống trong cái thời đại không văn minh đi nữa, thì họ vẫn có những cái điều mà quý giá để mà có thể chúng ta phải học. Cho nên xin Chúa cho mình để mà mình luôn tôn trọng mọi người, ngay cả người nghèo, ngay cả những người mà đơn sơ, và tất cả mọi người chúng ta đều phải tôn trọng, quý vị. Thậm chí những cái người mà chúng ta nghĩ rằng họ không ra chi đó, Chúa nói coi chừng kẻ đầu nên rốt đấy, và kẻ rốt nên đầu. Đừng khinh ai. À, xin Chúa cho mình để mình luôn học tôn trọng tất cả mọi người. À.
Khó mà tôn trọng người khác nếu mà bản thân mình không có khiêm nhường. Nếu chúng ta không khiêm nhường, không bao giờ chúng ta có thể tôn trọng người khác hết quý vị.